Nhưng mà hôm nay anh Nghĩa sẽ đầu đập giúp. Điểm mạnh của cháu không phải là bắt trên người đâu. Đúng rồi, chỉ đập thôi. Mà cháu phải bảo chúng em ở đâu. Nhưng mà để đấy đặt đối với chúng em đi lùi xuống, cháu không dám lùi xuống này. Kiếm ăn được, tính đeo được cái việc. Vâng, mới trả việc. Cái nhép. Điểm sao bây giờ kiếm tiền được có đôi Z3 này này. Đôi Moro này này. Chú biết cái đấy là bao nhiêu có đôi không? Con mà của anh của chú, chú mua bao nhiêu này? Có 40 đôi này. Lập lại kèo là được 8 xích này. Mấy con kia cho ai chụp được là 100 thì mẹ 2 triệu rưỡi chả được 40 đôi à? Lập lại kèo với mẹ của con. Chào số 8. Đó. Liên kề với con. Chào số 8. 6.8 bảo. 6.7 em thu về. 6.8. Em bây giờ em bảo. Liên kề bao nhiêu mét? Đất mà. 54 mét mà tính phía trước em bán được 7.3, vượt cả chục triệu em bán được 7.3 luôn, phải vui lên chắc ạ. Ở em có thằng em đứng nó là gì vụ ạ? Mặt sau mặt gì vụ là sao đấy, mặt cơ đế mặt sau tim bên này nữa cơ. À thằng đấy đâu nó khách đâu cứ chủ ăn gì nó rất như thế chứ giá thì nó nắp rất ngây luôn đấy. Rồi giá không đủ cao thì mới thật. Về đi em bảo là bây giờ thì còn cầm công giấy thôi. Mà lán nó được ra từ 6-8 đến 7-8. Bây giờ có thể lên mũi thằng thằng hạnh nó vẫn thích. Vẫn bịt nó sang cọc. Của chủ đực. Em nó cũng bảo nó kia là thôi. Bảo nó là trên đường đấy đấy. Thế là vợ nó không bán được thôi. Tìm nhau mảnh khác. Tìm mảnh khác. Nó có anh ạ. Chứ không mà nếu mà bán 16-8 thu về bố bạn sau bán mình này ống luôn làm một cái cạnh ngon nó rơi tiền luôn rơi tiền luôn mà chú rơi tiền thì nhìn này là chắc hơn là nó mẹ bảo nó ok và cọc luôn mà cọc luôn ok phát điện ra để cọc luôn đấy chứ không phải là sáng đến tối đâu. Ok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ghê mà nó đầu ấy nhá. Thank you.
Yeah.